sao buổi họp chưa bắt đầu ta lâu quá vậy? Ui cha, vừa kịp giờ chứ. Tưởng ngày đầu nhận việc đi trễ là chết luôn á. Hello. Oh, hello. Mày ma mới hả? Dạ, em là ma mới à, còn anh? Ôi, đừng gọi bằng anh. Tao làm đây mới có 2 năm mà kêu anh già lắm. Kêu bằng cụ đi. À, dạ, em chào cụ. Dạ. Ok, xin chào tất cả mọi người. Ta là thần chết chùm. Ta có một câu hỏi, đó là mọi người có biết là nhiệm vụ của thần chết chúng ta là gì không? Mời bạn đang giơ tay. Dạ, thưa thần chết chùm. Nhiệm vụ của thần chết của chúng mình đó chính là sẽ đưa cái linh hồn về nơi yên nghỉ. Chính xác. Rất tốt, rất tốt, rất rất tốt. Thì đó là nhiệm vụ của thần chết chúng ta. Nhưng mà do ta là thần chết chùm và ta đã quá già rồi, một mình ta không thể nào mà làm hết tất cả các nhiệm vụ được. Cho nên là từ đó mới có mọi người đó. Ok, thì thôi bây giờ chúng ta sẽ đi sơ qua vài thứ rồi chúng ta sẽ lên đường làm nhiệm vụ ha. A few minutes later. Ai chà, cuối cùng cũng họp xong. Thì con hôm nay mình đi lấy mấy mạng này. Ô, 5 mạng à. Thằng đầu tiên là Lê Văn Lết, chết vì cười. Đi đến tại nhà riêng. Ok, đi đón nó coi. 10 seconds later. Mày, ông là thần chết hả? Ừ, đúng rồi, tao là thần chết nè. Và tao sẽ đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng. Nè, cầm cái này, xuống dưới gặp lại Tân rồi chỉ tiếp cho nha. Dạ, cảm ơn thần. Thôi khoan, ngồi xuống. Dạ. Trong đây nó ghi là mày chết vì cùi nè. Mày chết vì cùi thì cũng thú thiệt chứ thần. Con là diễn viên hề một mình. Hồi nãy con bận nghỉ một cái chốt, mà cái chốt đó hề quá. Con tự cười, con tự chết luôn. Đâu kể nghe coi. Con đố thần này. Tại sao những người bị điếc một bên họ không thể làm thẩm phán được? Tại vì họ chỉ nghe được một nửa câu chuyện. Ủa sao thầm cười? Cười nó chết như mày sao mày? Hơn đó nha, là cái tầng thứ 19 dưới địa ngục đang sửa, không là xuống dưới mày rồi đó. Ủa nhớ có 18 tầng hay mà 19 tầng là gì? Tầng 19 là tầng dành cho mấy cái đứa mà có đắc miêm xong cười á, là mấy cái đắc chốt á. Rồi, thôi đi xuống đi. Dạ dạ. Ok, coi thằng tiếp theo như thế nào. Gì đây? Trần Lương Thiện. Điểm chết trên núi à? Ui, sao nghe cao vậy? Còn mà chắc không sao đâu, Việt Nam tận núi nhỏ à, làm có núi nào cao đâu trời. A few moments later. Wow, nước ngoài luôn, không có Việt Nam luôn chứ. Ok, leo rồi. A few minutes later. Dạ, ông có phải không? Ủa ba. Chào mày nha. Ta là thần chết. Hôm nay ta sẽ đưa mày tới nơi nghỉ cuối cùng. Nè, chưa hết nè. Cầm cái này, xuống địa ngục có gặp lễ tân rồi chị tiếp cho nha. Ê, mà khoan. Làm gì biết chọn chỗ chết vậy, chọn chỗ chi cao vậy? Dạ thưa thần, từ lúc còn sống con chưa bao giờ biết cảm giác lên đỉnh là như thế nào cả. Nên là lần này con muốn đi leo lên đỉnh núi để biết cảm giác lên đỉnh là như nào. Rồi, thôi đi. Sống làm sao mà chết báo không à. Thế còn tiếp theo rồi. Nguyễn Trung Thực. Ồ, tên hay chứ. Địa điểm chết. Má. Later. Giá mà cái bản của mình có định vị thì hay biết mấy hả? Cái biển rộng chết, cái tiệm đâu trời. Giật mình mày, có tìm mày nãy giờ luôn á. Tiệm gì? Ủa tháng 8 đi chơi Halloween giữa biển ba. Cha mày, tao là thằng chết nè, tao đi kiếm linh hồn mày á. Ủa, vậy là con chết rồi hả thằng? Ừ, mày là thằng Nguyễn Trung Thực gì nè đúng không? Ông, con là Nguyễn Trung Thực. Nguyễn Trung Thực là em xin đôi con, nó bên kia kìa. Thôi bơi tiếp, tao đi bắt. Ủa, vậy là em con chết hả thằng? Đúng rồi, tao mới đón. Thần, tha cho em con. Ông có đường nó tới số rồi, tao phải đi bắt nó về nè. Vậy thôi thần, tha cho em con. Thôi, đi xuống bơi tiếp đi, tao làm việc. Đi xuống. Phiền chết luôn á. Ủa, nói 5 thằng thì thằng 6 thằng rồi. Ây, cái thằng này nó đánh mạnh nó chết luôn. Đi lên đây, tao còn bắt mày bắt em mày nữa, đi lên đây. Later. Ây cha, thằng thứ tư ở đây à. Gì đây, chết vì bị rắn cắn à. Ồ. Chào con, tao là thằng chết.
À, con trao lần chết. Ô, mà sao nhìn con buồn vậy? Dạ, con bị rắn độc cắn mà bạn bè không chịu hút ra, con sưng là con chết. Bạn mà tồi quá vậy, không chịu giúp nhau gì hết mà bị cắn chỗ nào hút động được. Đêm. Ai, chịu luôn á. Thôi, nè. Cầm này, xuống dưới Lễ Tân á, rồi họ chỉ đường đi tiếp nha. Dạ, cảm ơn thần. Ừ. What? Tội thiệt chứ, mà được cái là thằng này chết gần. Cái thằng kia gì mà giữa biển trên núi nữa, mệt nó chết luôn á. Thôi, coi cuối lại xong sớm về sớm. Gì đây? Hề Văn Hước, tên hay á. Nghề nghiệp. Má nghĩ nó mình chết luôn.